tài xế lái chiếc xe tải này thoát chết trong gang tấc sau khi tai nạn xảy ra. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn, vào khoảng 11 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2021, một xe đầu kéo kéo theo rơ móc lưu thông trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương theo hướng từ vòng xoay cao tốc ra ngã tư Đồng Tâm. Khi đến điểm mở giải phân cách ở đoạn thuộc địa bàn ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì xe đầu kéo rẽ trái qua đường. Cùng thời điểm này, một xe tải đang lưu thông cùng chiều tông mạnh vào hông xe đầu kéo. Cú va chạm mạnh làm phần đầu của xe tải bị biến dạng, hư hỏng nặng. Tài xế xe tải thoát chết. Tại hiện trường, hai xe nằm chắn ngang đường làm giao thông hai chiều bị ùn ứ kéo dài. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt phối hợp với Công an xã Tam Hiệp điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn,